đau đầu gối với lại đau trên vai. Được rồi. Dạ. Bao lâu rồi? Đau cũng hơn 10 năm rồi. Rồi đứng dậy. Cũng ngon lành vậy. Hồi xưa thì bệnh nặng nhưng mà sau này em tập thể dục nó bớt đi. Nó bớt đi. Mà em đi khó chịu là thế nào? Lâu lâu thì chân đầu gối bị sưng lên thì em không có đi bình thường được. Em đi nó hơi bị cà nhắc. Bây giờ thì không có. Hiện giờ thì không có nhưng mà nó cứ lâu lâu em cứ bị. Rồi, quê là đây. Nhưng mà lúc mà ngồi xuống như vậy em có cảm giác đau hay gì không? Cảm giác hơi yếu. Yếu rồi hả? Cảm thấy yếu chân không? Như là hồi yến em bị bệnh đau lưng, đĩa đệm ạ. Bị đến đây là 4 năm rồi ạ. Xong khi năm trước thầy đến thì là thầy phát hiện ra là chân em bị một chân ngắn một chân dài ạ. Rồi, ôi trời. Ngồi không vậy đó. Rồi ngồi lại anh thử coi. Rồi đứng dậy. Rồi khi ngồi xuống như vậy em thấy đau nhiều không? Có, đau ở cái bên kia nó bị chèn cái dây thần kinh xong nó xuống cái tận dưới rồi, ngón chân ạ. Em tên là Hùng ạ. Bị thoát vị đĩa đệm N4N5S1 cách đây 3 năm. Nó thường đau từ vùng thắt lưng xuống ngón chân út và ngón chân áp út. Nó dây cảm giác rất là tê. Rồi, bây giờ em ra. Không sao. Nhưng mà B khi mà cúi xuống và B một chút ấy thì là thấy cảm giác ngay lập tức áp lực ở cái vùng đường hông này. Rồi. Rồi, vô đó chuyên nghiệp cho đó chứ. Như nào để đo được, để biết được là hai chân không bằng nhau hả anh? Đúng rồi. Bên này nó bao giờ nó cũng nặng hơn là... Đúng anh. Em thấy là mình không để ý. Còn giờ nhiều là chân nó dài. Một bên dài bên ngắn. Chắc chắn là dài. Bây giờ đến cái này. Bên này hả anh? Rồi về đi. Con này dẻo lắm. Lúc mà thở ra thả xuống nhất là hơi thở ra nhẹ lắm. Đỡ đi nhiều ạ. Sau khi quay chân với lại ép chân nên là em thấy lưng em nó đỡ đau hơn và cái chân em nó cũng cái chân ngắn nó dài hơn được một tí. Nói chung là cũng gần đồng đều. Một lần nữa thì chắc là chân của em sẽ hai chân sẽ bằng nhau ạ. Đấy. Lúc tim đen đấy. Nó cứ khó chịu cho đấy. Bây giờ thì hai chân này, hai mắt cá này. Chị cũng là vẫn cũng đấy không? Giúp tôi thấy khoan khoái nhẹ nhàng người ngậm ra. Mà thấy nó chân tay nó mềm mềm mại hẳn lên. Người có vẻ năng động ra. Con người giống như nào mình đã được một tour thể thao, một chặng đường dài thể thao ấy. Vâng, thế cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Nhưng mà sau khi lần trị liệu rất là ngắn này thì bà đã hết đau liền rồi. Thế họ là rất là tốt. Thế xưa sư tỷ làm hộ đấy ạ. Dạ, em thấy khỏe. Người có nhẹ nhàng. Dạ, em thấy nhẹ nhàng. Mà cho thấy đau, đau mấy năm rồi? Dạ. Đau lâu chưa? Em đau lâu lắm rồi, em đau hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi. Nhưng hôm nay em thấy người nhẹ nhàng. Yeah. Okay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm